Rồi, video mới ha. Bây giờ tới cái chỗ gửi xe của đứa đội á. Ở trong cái chỗ gửi xe nó có hình giống như tượng đài chú sứ á ha. Đường lên chính điện ha. Đường lên chính điện mình lên đây. Xin để giày dép bên ngoài. Chính điện cái miếu này là cái miếu ông chài. Địa Tạng Vương Bồ Tát ha. Trống. Chánh điện bên đây ha. Tam bảo của miếu ông chài ha, chính điện. Đây mình đi xuống đi. Mình ra phía trước cái miếu đây nè. Sơ lược lịch sử miếu bà này. Bổn hội Sa Tân Miếu Kỳ Thánh Thủy Long Cung xin trình bày. Cách đây hơn 188 năm, vào thế kỷ thứ 18, trên dòng sông Bến Cát thuộc xã Hạnh Thông, Tổng Bình Trị Thượng, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định, có một người chuyên sống nghề chài lưới. Vào một ngày mùa đông rét buốt, khi quăng lưới thì không bắt được một con cá nào cả. Ngược lại, ông đã vớt được pho tượng vô giá, đó là bà Thủy Tề. Ông là người đầu tiên sáng lập và xây dựng ngôi miếu và an vị cho bà. Thời gian trôi qua, ông mất đi, còn để lại trong dân gian niềm thương nhớ, kỷ niệm vô cùng. Cho nên, ban hội đồng nhất trí lấy danh hiệu miếu ông chài, vẫn còn lưu truyền ca tụng mãi đến ngày nay. Cuối năm 1954, khi hòa bình lập lại trên đất nước, miếu được tái thiết lần thứ hai qua những vật liệu sơ sài của các chùa chiền công đức. Số người thừa kế bầu lại ban quản trị mới, đồng thời soạn thảo lấy danh hiệu Sa Tân Miếu Kỳ Thánh Thủy Lâm Cung. Trải qua hai thời kỳ chiến tranh lan rộng đất nước, ngôi miếu vẫn được bảo quản tốt,
Đặc biệt vào Tết Mậu Thân năm 1968, vừa qua ngôi miếu vẫn bình thường. Đến giữa tháng 3 năm Canh Ngọ 1990, miếu xuống cấp trầm trọng do sự tàn phá triền miên của nắng mưa. Muốn cứu vãn tình thế ngôi miếu bằng nguyện vọng ước mong, quyết tâm ý thức trách nhiệm cao, ông Lý Văn Tây, ông Phạm Văn Tám và các thành viên ban hội thảo phương hướng kế hoạch hầu kêu gọi các giới, các bang, người Việt, người Hoa, các bác gần xa cùng nhân dân địa phương tích cực ủng hộ, tham gia đóng góp nhiều mặt tinh thần lẫn vật chất xung vào việc trùng tu lại miếu lần thứ ba. Trước mắt là thiết lập một cầu gỗ dài 100 mét, tận dụng xa bờ sông qua bên miếu nổi để dễ dàng sự đi lại của người dân đến chiêm bái tín ngưỡng năm bà. Nhờ sự tận tình giúp đỡ của ông Huỳnh Thiện Đức và bà Lương Lê Phân, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, sự đóng góp nhân tài lực của các người Việt Hoa xa gần hoàn tất tốt đẹp, cầu ngôi miếu khang trang rực rỡ huyền bí, mang đậm nét phong tục tập quán, di tích cổ truyền của hai dân tộc Việt Hoa, chính là kết quả tốt đẹp của biết bao công đức bà con cô bác mới có ngôi miếu khang trang như ngày hôm nay. Ban cố vấn người Hoa trực tiếp thể hiện như ông Lương Cửu Diệu, thầy địa lý, Trương Kim Hưng, Lương Thuận Vinh, Thái Nguyệt Thường, Trương Nhi Nữ, Huỳnh Quang, Trang Nhã Nhi, Trần Hào Huệ. Thời gian sau, các cố vấn như Bành Thiên Hữu, Đỗ Thị Thúy Hải. Thay mặt ban trị sự Sa Tân Miếu Kỳ Thánh Thủy Long Cung, xin chân thành cảm tạ và ghi ơn công lao toàn thể cô bác anh chị em Việt Hoa xa gần láng giềng. Lối sớm đặc biệt nói lên lòng biết ơn các cấp chính quyền phường 5 quận Gò Vấp về sự quan tâm tận tình giúp đỡ qua một thời gian khó khăn, qua nhiều diễn biến phức tạp của xã hội. Ngày 1 tháng 5 năm 1990, ban trị sự Phạm Văn Tám, Nguyễn Mạnh Thường. Cái đó là lịch sử của ngôi miếu. Miếu Sa Tân. Ở đây là Thái Thượng Lão Quân, thờ Thái Thượng Lão Quân nữa. Thái Thượng Lão Quân lão ha, cho nên tóc trắng bạc à. Đây là Quan Đế Thánh Quân. Công. Đây là Thái Ất Chân Nhân, nhà Thái Ất Chân Nhân này. Cõi sư tử ha. Đây là Dược Vương ha. Dược Vương ngài Văn Xương, Lữ Tổ Đồng Tân, chuyên Lữ Tổ Đồng Tân. Nơi lấy giấy giải sâm, lấy nó xin sâm xong rồi giải. Cầu an cũng sao cầu siêu. Đang phun sơn lại cho miếu ăn Tết hay gì nè. Cái hôm bữa mình đi á, đi mà mình thấy mà mình không có biết nó đây ha, miếu Sa Tân ha. Đấy. Toàn chánh điện ha. Chuẩn đề Bồ Tát ha.
Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Sư Tổ Đạt Ma. Đây là Sư Tổ Đạt Ma. Này là Địa Mẫu ha. Địa Mẫu. Bên đây là Long Thần Hộ Pháp. Long Thần Hộ Pháp. Đây là Thần Đất. Này là Bồ Tát Di Lặc. Ở đây thờ nhiều quá. Biển sành. Bà Chúa Xứ Châu Đốc ha. Và bà Chúa Xứ Châu Đốc luôn. Quẻ xăm mà. Quẻ xăm thôi. Quẻ xăm. Chuông to ha. Cột đều là có hình rồng đó nè. Trang nghiêm ha. Hai cột bên đây đều có hình rồng hết nè. Trên này cái hoa ha, lấy phong hóa việt hoa. Dừng video này, mình qua video mới ha.